ruộng mà cậu sắp đi qua rất tấm lân. Nghe đồ nại đi qua đó đều bị má dắt đấy. Ha ha, lại thêm một con mồi mới để ta dắt đi lòng vòng cho mày sợ. Đi hướng này thằng quỷ mẹ, sao nó toàn đi ngược lại hướng mình dắt gì? Rồi, ôi. Bình thường thì Zoro đã đi lòng vòng rồi, cần gì mà nào dắt cơ chứ? Con lừa nhìn xuống hồ nước, thấy hình ảnh phản chiếu của nó trên mặt nước. Nó liền bảo, ồ, ai mà đáng yêu vậy trời. Ồ, ngại ghê, cảm ơn cậu nè. Đâu rồi? Ở đâu? Đâu rồi nhở? Vào chợ Cần thì hồ tao cái, ngày nào cũng làm mất rồi đi tìm Cần. Hello, tôi là Trái Sân Lai đây, tôi quay lại rồi nè. Bạn là Trái Sân Lai hồi trước đó sao? Đúng, tôi đã được tái chế và cơ mắt như một vị thần. What, ý bạn là bạn có thể tái sinh? Ê ơi, chuyện đó quả là nhỏ như con thỏ ấy. Sau đây tôi xin trình diễn ma não thuật, cưa đôi thân thể sau đó sống lại. Tôi điên à, thả túi ra. Khi người chồng làm rơi bình hoa. Ôi thôi, đây, dù ơi, sao số tao khổ thế này hả trời ơi? Tổ sư cái lò hoa tao vừa mới mua xong, có làm được không? Khi người vợ làm rơi cái bát. Ui, đấy, đấy cái gì mà đấy? Thấy người ta bê nặng không ra hồ lại, còn ngồi mà kêu ôi trời ơi, sao đời tao nó vất vả thế này hả trời ơi là trời. Sao tai bà to thế ạ? Sao mỏng bà dài thế, nhìn gớm quá. Sao răng bà lại to thế kia, lại còn thủi nữa chứ. Biển đi con nhỏ kia, tao không thèm chơi với cái loại thất body shaming như mày. Ở trong phòng hoài thế, ra ngoài hít thở không khí trong lành đi. Giời ơi, cần gì phải ra ngoài mới có không khí trong lành. Ngồi trong nhà hít oxy còn trong lành hơn nhiều. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ, like.